Lợn bò nha cô hai cả nhà nhé. Lần này mà quay là rất là ngon luôn, nó đâm ở dưới áo này, nó tắm ở dưới áo, nó tắm cả trưa nắng rồi, nó tắm hôm nay nắng đẹp mà cho nên nó tắm ở dưới áo rất là đã, rồi bây giờ mới lên đấy. Mấy con gà này ấp thằng bơ thằng bùi á, ấp này đẻ xong rồi ấp này lùm cỏ mà mình lấy cho hết trứng á, thì nó ấy thì nó lấy nở được con, thêm nó dẫn về nuôi, dẫn con về đây nuôi. Đang nghe rồi. Nắng rất là đẹp luôn cả nhà. Nắng chiều đẹp quá. Mít nhà cô hai này đủ đỉnh. Mít nhà cô hai đủ đỉnh luôn cả nhà nhé. Mít nặng trĩu luôn này. Chim đẹp quá trời luôn cả nhà. Chim đẹp quá trời luôn. Hoa rực rỡ luôn cả nhà ơi, hoa rực rỡ luôn. Trời ơi hoa này. Hoa đẹp quá trời luôn. Hoa đẹp quá trời luôn cả nhà. Nặng trĩu. Nặng trĩu như kiểu một cái cá nước á. Trời ơi, hoa đẹp quá luôn này. Hoa đẹp quá luôn, trời ơi. Hoa đẹp quá là đẹp luôn cả nhà nhé. Hoa đẹp quá luôn. Hoa trắng rừng đó cả nhà. Đó. Hôm nay trời nắng đẹp cho nên ống nó ra phơi nắng cả nhà. Ra phơi nắng này. Rất là tuyệt vời luôn. Trời ơi. Ra phơi nặng, không có ra phơi nặng mà được phơi lên cả nhà nhé. Ra phơi nặng mà thì hôm nay được một hôm nặng rất là đẹp luôn. Mấy hôm trời đồng rất là tối trời. Rất là hơi xe lành, giống như ở Sapa, Đà Lạt ấy. Cho nên hôm nay nắng đẹp, nắng ấm cho nên ống nó ra sống đó cả nhà. Ống nó đã phơi nặng. Trời ơi, hoa đẹp quá luôn. Ống nó ra phơi nặng cả nhà. Tuyệt vời chứ. Ở dưới gốc xin ai cũng đòi mua cái chim này mà nhà cô hai không có bán, nhà cô hai để mọi người ngắm chơi vui lại cho đẹp nữa. Hoa lan nhà cô hai rất là tuyệt vời lắm, cứ nở lúc nào là nở thôi cả nhà. Đó. Rất là đẹp. Rất là đẹp, rất là mát lắm cả nhà nhé. Đẹp quá, đứng ngắm hoa này mãi. Hoa trắng rừng rất là mạnh liệt lắm cả nhà. Lên mặt thì mặt nhỏ lên. Có hai chút cây một cái chiều thật là thư thả nhé.